Hello, chào cả nhà. Cả nhà ơi, bông artiso cả nhà, bự chưa? Cả nhà nhớ bữa hôm mà mình đi chợ mình mua 3 đô một cây cả nhà. Hôm nay nó bự, trời ơi, bự cho bá. Như là nếu mà họ bán là 10 đô á, mà cái cây mà bữa hôm mà mình trồng á cả nhà, cái cây như vậy nè, mà ở trong chỗ đó đó, nó còn nhỏ xíu xíu hả, nó đâu có bự vậy đâu. Thì hôm nay bây giờ mình sẽ đi trồng bông artiso nha cả nhà. Mình sẽ xới đất ở mé cái góc kia, mình sẽ trồng 3 cái bông ở chỗ này. Rồi mình sẽ trồng 3 cây vô đây cả nhà ơi. Mình bỏ một ít thức ăn rau củ vô trong từng hố ha. Mỗi cây mình sẽ bỏ khoảng tầm 2 nắm mà tự ăn rau củ vô. 1 2. Cho nó có năng lượng nặng nó lên. Trồng cây vô thôi cả nhà ơi. Wow, quá chừng rễ luôn nè. Bỏ xuống luôn. Cây nó lớn vậy lắm rồi. Không trồng mà không biết chừng nào mới có bông để hái. Rồi. Bỏ vòng vòng mé này một mớ rau, phần rau củ nữa làm cho nó mau tốt. Đó. Rồi, đắp lại. Mình trồng giống cà chua vậy đó nhỉ. Đè xuống. Xong rồi cái mùa đông á, mình sẽ bứng cho chậu để nhà ơi. Chứ không thôi là nó sẽ không còn cây. Tại vì hả, năm ngoái mà để á, ngoài vườn á, nó ngụm củ tỏi cả nhà ơi. Gió quá chừng gió à nhà. Dầm vậy. Làm giống vậy để lát nữa mình tưới nước nó không có chảy ra ngoài. Làm dầm dầm vậy nè cả nhà. Đó. Không sợ chỉ. Cái này nữa là xong. Đó. Xong 3 cây bông. Lá này muốn gãy hay gì ta. Rồi, đã trồng xong, 3 em lên cho mấy em nữa là xong. Lớn nhanh cho chị có mấy cái bông à, hầm gà nha. Đó, mình là làm một cái lỗ giữa vậy đó, cho nước nó khỏi chảy ra ngoài. Hoàn thành trồng bông artiso. Đi vô trong mở quà sinh nhật muộn của Nhung Hà cả nhà ơi. Em bạn Jessie ấy, em lại hôm nay có thiệp gì đây nữa cả nhà ơi. À, mình mở ra mình thấy có cái thiệp như vậy. Để đằng sau coi em đọc. Em viết cái gì đây. Happy birthday. Oh, Mother's Day chưa. Ngày lễ của mẹ nữa cả nhà ơi. Chị Nhung from Jessie. Nguyên quả tim thấy thương chưa. Cảm ơn em Jessie nha. Hôm nay lại được quà tặng cả nhà ơi. Mở ra. Cái gì đây? Có quà gì không đây nữa? Quá chừng.
Em khéo tay ghê à nhà ơi. Làm cái bánh này lần trước mình có review rồi đó cả nhà. Em làm ngon lắm, làm tại nhà bán á. Nghe nói bán đắt hàng lắm. Ừ. Này có hộp đàng hoàng ha. Chiếc này có hộp đàng hoàng cả nhà ơi, nhưng mà nó vẫn cứ bể ha. À, lần trước. Ú, này có bánh gì đây nữa vậy? Quá chừng. Ồ, nay em làm cả bánh gì nữa cả nhà ơi. Oh my god, cái gì đây vậy? Con trai là đặt hàng. Con trai là... Con trai đặt hàng cái miếng sô cô la trong kia rồi đó. No, I want. Hai cha con cười quá. Này quà của tôi mà ta. Quà mẹ mà. Trời ơi, đã chưa? Cảm ơn giúp xin nha. Trời ơi, con trai nó khửi kìa. Thơm quá trời luôn. Trời ơi, công nhận em làm bánh khéo tay dễ sợ luôn á. Thơm chưa? Con trai nó khen cái mùi rất là thơm luôn. Dịu hết cả nước miếng. Đi thử thôi. Nè, hôm nay là quà của em Jesse tặng cho mình ha. Hôm nay là quà của Nam nè. Ông xã không có gì hết trơn nè nhờ ơi. Ngày của mẹ nhưng Hà có trái tim. Của con trai ở đây nữa nè cả nhà. Dễ thương chưa? Tê không? Con trai viết tặng mẹ nè cả nhà ơi. Đọc đi cho cả nhà xem mà. Cười. Mới đi bóng chày về luôn cả nhà ơi. Nhận được quà về mở cả nhà. Trời ơi dễ thương chưa ha. Có hình trái tim xong hai cắn hai cái bông rồi nở nụ cười nữa. Trời ơi anh chàng Nam cũng khéo dữ cả nhà. Hôm nay vừa sinh nhật muộn và ngày lễ của mẹ. Đây anh chàng Nam làm cái khung này ở trường á dạy cho mấy đứa nhỏ làm hả nhà. Xong rồi sẽ bỏ hình gia đình vô đây nè đó, hoặc là hình hai mẹ con vô trong cái khung này. Cảm ơn trai. Trời ơi kinh quá đi. Anh chàng nói xin anh xong nha. Không tặng tại vì ngày này là con phải tặng mẹ chứ. Sivan đâu có mẹ, Sivan mất rồi. Đúng chưa? Cảm ơn em Jesse nha. Trời ơi quý hóa đó, trời lúc nào cũng được quà tặng từ em Jesse. Em mới gửi cho bốn cây gì bữa hôm mình quên mất tiêu rồi nha. Em khéo tay em làm cái bánh đẹp lắm. Chưa, để mời cả nhà ra. Cái này là mùi sầu riêng nè. Cả nhà ơi xem bánh này dễ thương chưa? Sao mặt mình đâu rồi? Đây. Trời ơi bánh đã chưa cả nhà ơi? Cảm ơn em Jesse nha. Trời ơi, màu sắc đủ kiểu luôn. Mà mình hửi được mùi sầu riêng cả nhà ơi. Nam nó thèm gì lắm rồi. Nhưng mà sinh nhật của mẹ mà mẹ phải ăn trước. Phải không cả nhà? Đó, sinh nhật của mình mà. Cái bàn nha. Rồi, mẹ cái Nam cái. Mời cả nhà. Bánh sầu riêng. Wow. Chuyến này ngon hơn á. Cũng ngọt mà ít ngọt hơn lần trước à. Trời ơi chuyến này ngon hơn trước luôn á. Tay nghề của em Jesse dạo này lên tay. Bánh ngon quá. Cắn miếng em. Orange apple, no, green apple. Con trai nói mùi này chắc là mùi táo xanh, yep. Phải không? Để thử. Mày thấy giống mật hạ. Do it again. Mà thấy giống bạc hà mà. Thấy bạc hà không? Cái bánh màu cam này. Trời ơi nhiều hương vị quá trời luôn. Công nhận dạo này em làm bánh ngon dữ trời. Bỏ trong miệng nó tan chảy mà nó ngon lắm mà nhở. Này mực giống mực cam không? Đủ các mùi luôn trời. Wow, quá trời. Ngon. Wow. Oh, that's good. Ngon. Ngọt.
Ăn nhiêu đây được không? Đó. Để dành chứ. Mẹ cho ăn phim nha. Mẹ ăn phim chưa? Đây đây nè. Chưa hả? Hôm nay giống mùi cam rồi nha. Mà hôm nay mình chưa biết. Bubblegum. Giống mùi dâu tây á. Mùi dâu tây à nhỏ ơi. Chứ tình đời này. Nó. Mày dâu tây mà. Strawberry. Ừ. Dạ. Mày dâu tây. Mùi chân dâu tây. Ở trong lại có cả cái nhân nữa. Trời ơi. Công nhận nha. Jessie dạo này em lên tay mà rất là ngon luôn nha. Giỏi lắm á. Chocolate. Đây là cái hũ bánh gì mình cũng không biết luôn cả nhà ơi. Lần đầu tiên em gửi cho mình ăn thử cái bánh này. Em ở nhà hả nhà? Ở nhà Covid á. Nên em ở nhà xong rồi em làm bánh này nè. Em bỏ lên Facebook á, em bán. Xong rồi sinh nhật của mình á. Em nói để em làm bánh em tặng mình. Thế là em gửi cho nguyên một hộp luôn cả nhà ơi. Cảm ơn em Jessie lần nữa nha. Bánh dừa. Có mày không? Không biết rồi. Bánh dừa. Bánh mứt dừa. Bánh cực gì? Bánh mứt dừa. Mình thích ăn bánh macaron hơn. Thử miếng chocola. Bánh sô-cô-la ngon. Bánh sô-cô-la và bánh macaron ngon. Bánh dừa cũng ngon nhưng mà mình không khoái lắm. Nhưng mà cảm ơn em Jessie nha. Bánh macaron ngon ghê luôn á. Không biết bữa hôm mình đặt à. Hôm trước mình đặt à. Lần trước là mình mua à nha. Lần này là em tặng. Mày ăn cái bữa ra đi nè. Con ăn cái này đi. Have we taste this one yet? Mày ăn cái này không? Have we taste this one yet? Mùi này gì à? Wait, what flavor is that? This look different. Mẹ mới nữa, con ăn cứ. It says, would you eat this one? Cái này gì mà sao một ăn mình ăn sầu riêng trước á, bây giờ á. Mình ăn mấy cái mấy sau á, nó vẫn có mùi sầu riêng trong miệng của mình à nhờ. Ông nhà ăn mùi sầu riêng cuối cùng. Mùi gì? Ngon quá. Bánh này ăn là ghiền à nhà ơi. Giảm bớt đồ ngọt rồi. Lần trước em làm hơi ngọt so với bây giờ. Bây giờ hình như mình thấy là nó bớt ngọt hơn á. Như vậy thích rồi. Thích rồi. Ngon em. Thôi còn mấy cái để dành. Thích rồi. Nãy mày ăn rồi. You already ate this one. Thôi cả nhà ơi, còn 3 cái để dành. Lát nữa ăn. Rồi bánh chocola của Hồng Nam. Yeah, for me. When? Lát nữa đi. Mai ăn, trời ơi, nãy giờ con ăn nhiều đồ ngọt lắm rồi. Hôm nay ăn ngọt như nó đủ rồi con. Mai ăn tiếp. Quá trời luôn cả nhà ơi. Thôi video của Nhung Hà tới đây tới cả nhà ha. Tạm biệt cả nhà nha. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Cả nhà ơi, tại nhà Nhung Hà một like, đăng ký kênh, chia sẻ, ủng hộ Nhung Hà với cả nhà. Cảm ơn em Jessie lần nữa nha. Bye bye.